Với số lượng hơn 2.000 làng nghề truyền thống, các làng nghề Việt Nam đã sản xuất ra hàng ngàn loại sản phẩm trong nhiều lĩnh vực, đóng góp cho thị trường xuất khẩu, mang lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách. Tuy nhiên, đánh giá khách quan cho thấy, việc phát triển ngành nghề trong các làng nghề nông thôn có quy mô sản xuất nhỏ, thiếu mặt bằng để sản xuất lớn, việc kiểm soát ô nhiễm môi trường còn nhiều hạn chế. Trước thực tế này, năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66 với nhiều nội dung cụ thể hóa hoạt động phát triển cụm công nghiệp làng nghề. Qua đó, góp phần thực hiện chủ trương ly nông bất ly hương, xây dựng nông thôn mới, phát triển bền vững. Với gần 1.000 m2 nhà xưởng mới được xây dựng tại cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương thuộc huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, giờ hộ sản xuất công nghiệp như gia đình ông Kiều cách nghĩ, cách làm đã không còn nhỏ lẻ như trước. Việc đầu tư máy móc và giá trị sản xuất cũng đã tăng cả chục lần so với trước kia. Mỗi ngày tôi sản xuất ở trong nhà thì nhỏ lẻ xe bé, nó vất vả hơn, rồi cản trở giao thông. Máy móc trước nhà tôi những cái máy móc nó nhỏ, bây giờ cái máy móc 450 tấn có thể vào đây được. Chứ trước ở nhà chỉ khênh được, chỉ máy, trong nàng chỉ khênh được máy móc 5 tấn thôi, tăng gấp 10 lần luôn. Đây là một cái cục công nghiệp nghề mà chúng tôi đã tập trung công, trong công tác chỉ đạo để mà xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện cho người dân là sản xuất kinh doanh trên chính mảnh đất của quê hương mình, không phải dịch chuyển về các những cái đô thị. Thế và đây cũng là cái điều kiện để mà nâng cao cái chất lượng sản phẩm, kết nối với cái khâu thương mại dịch vụ và tiến tới xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Có quy mô 33,8 ha với hạ tầng giao thông đồng bộ, hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường được đảm bảo, mặt bằng sản xuất lớn cho trên 450 hộ dân trên địa bàn cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương là cụm công nghiệp làng nghề đầu tiên được triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Qua đó hỗ trợ phát triển các làng nghề truyền thống, thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh trong quá trình công nghiệp hóa kinh tế nông thôn tại địa phương này. Cho đến nay thì phần hạ tầng cơ sở cơ bản là chúng tôi đã đạt được ở cái mức là trên 90%. Hệ thống giao thông và cây xanh là đạt 95% và phấn đấu trong cái quý 2 là chúng tôi hoàn thành toàn bộ cái phần hạ tầng để đủ điều kiện để bàn giao cho các nhà đầu tư thứ cấp và hoạt động trong cái cụm công nghiệp này. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia sản xuất ở trong các cụm công nghiệp, trong đó có cụm công nghiệp và là nghề Minh Phương, thì đấy là một cái điều kiện tốt nhất để cho các đơn vị là có mặt bằng, có điều kiện để mở rộng sản xuất và để nâng cao thêm cái giá trị sản xuất công nghiệp ở trên địa bàn. Nghị định 66 ra đời thì nó là cái cơ sở pháp lý để hướng dẫn các cái địa phương chúng ta xây dựng tích hợp vào quy hoạch tỉnh để phục vụ cái nhu cầu phát triển công nghiệp trong cái giai đoạn 10 năm tới. Thì chúng ta lưu ý là thu hút các cái dự án là thân thiện với môi trường, với công nghệ cao để sử dụng tiết kiệm cái năng lượng. Báo cáo kết quả thống kê cho thấy cả nước với trên 2.000 làng nghề truyền thống, hơn 236.000 cơ sở sản xuất. Việc cụ thể hóa các chính sách để phát triển các cụm công nghiệp làng nghề sẽ đảm bảo mục tiêu chuyển dịch cơ cấu công nghiệp khu vực nông thôn và xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững trong giai đoạn tới